đậu ngưỡi hết trơn chứ, chờ hải sản cũng ngưỡi luôn nữa. À. Cố gắng chứ ơi. Đây của Kiệu nè, quá trời ngon luôn mọi người. Cà pháo nè, cà chua. Chào chế. Bán đậu không chế? Này bán sỉ hả chế? Sỉ hả? Bọc đó nhiêu ký anh? Chục ký. Ký giờ nhiêu? 23 ngàn hả? Bán mình bán sỉ lẻ luôn hả anh? À, Thái xin chào tất cả cô chú cũng như các bạn ha. Hiện tại Thái đang đứng đây là chợ nông sản Bạc Liêu mọi người. À, đây là trong những chợ nông sản bán chuyên bán sỉ và lẻ lớn nhất ở Bạc Liêu ha. Tổng chiều dài mà bà con mình bày bán á, gần 1 cây số luôn mọi người, rất là tấp nập luôn á. Rồi chúng ta tham quan vòng ha, coi chợ nông sản này như thế nào mọi người. Ông quay tôi là cái này ông bể luôn. Đây đầy đủ giờ mọi người ơi, bà con đây vui lắm. Buổi sáng đông lắm mọi người, quay không có được đâu. Giờ này là tầm khoảng gần 3 giờ chiều nè. Đó. Xe nó thưa rồi, mình quay dễ hơn. Thôi rau muống rồi, đầy đủ chưa ha, bông súng luôn. Nhiều lắm. À đậu ngưỡi trần chưa? Chờ hải sản cũng ngưỡi luôn nữa. À. Cố gắng chứ ơi. Đây của Kiệu nè. Quá trời ngon luôn mọi người. Cà pháo nè, cà chua. Này dài đi mỗi chân luôn mọi người. Đầy đủ hết trơn ha. Với trong đây là dạng như công ty sỉ nè mọi người, đã bán người ta phân phối tất cả các huyện luôn á. Đầy đủ hết á, đóng vừa bọc vậy đó. À, chúng ta tiếp tục ha. Cây rau, rau cần, tùm lum mới chơi mọi người, cà gót rồi ha, đầy đủ hết ha. Chờ luôn, chanh rồi nhóc bây giờ. Chào chế. Bán đậu không chế? Quá chờ luôn. Hủ qua rồi, hẹ, bi đao, đầy đủ hết, cà gót, hành, tây, tùm lum hết. Quá trời ngon rồi. Rồi, chị này mua về nè mọi người, ta bọc bọc về ta bán lẻ lại á. Quá trời luôn. Rau cần, cây xanh, ớt.
khoai lang đầy đủ cho mọi người. Nó đây vừa bọc vậy thôi mọi người, từ kính ký á, bọc phải khoảng từ 5 kg. Nó giáp hai bên đường đó mọi người, toàn là bán rau củ quả không mọi người. Khô qua là nó vô bọc nè mọi người đó. Để người ta giao sỉ và lẻ thôi mọi người. Đồ tươi không á mọi người. Hai bên dãy này là bán toàn là nông sản thôi mọi người. Quá trời luôn. Dài lắm, bà con mình buôn bán này dài lắm mọi người. Để tắt nè. Đó, để giá đàng hoàng hết trơn đó mọi người, cứ kệ luôn ha. Quá trời luôn, là chanh luôn nè. Đó, giá để đàng hoàng ớt luôn ha. Đây ngày cuối năm á mọi người. Chợ này lúc nào cũng tấp nập hết trơn, từ sáng đến chiều luôn á. Thì toàn nông sản không nè mọi người. Chanh không là mọi người. Chào anh. Này bán sỉ hả chế? Sỉ hả? Bọc đó nhiêu ký anh? Chục ký. Ký giờ nhiêu? 23.000 hả? Bán mình bán sỉ lẻ luôn hả anh? Nó vô chục ký gì không có mùi.
hai bên này nè, toàn là bán rau củ quả không nè mọi người. Rồi, tới đây Thái xin dừng video ha. Chúc cho mọi người một ngày làm việc vui vẻ ha. Nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ Thái nha. Rồi, xin tạm biệt mọi người ạ.